Chào mừng anh chị đến với Mê Lan TV. Như đã hứa trong cái clip cách trồng lan trên bê tông của người Thái, thì hôm nay Mê Lan TV sẽ cho mọi người xem cách trồng lan trên những vỉ sơ dừa của người Thái mà họ không trồng trong chậu nha. Thì sắp tới Mê Lan TV sẽ tiếp tục ra những cái series bất ngờ và ngạc nhiên trong cách trồng lan của người Thái. Thì mọi người nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một cái clip nào của Mê Lan TV, cũng như là ủng hộ tạo động lực cho Mê Lan TV làm clip. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vài giây nữa nha cả nhà. Rồi, đây thì cũng chính tại cái vườn mà chủ vườn trồng lan trên những cái miếng gạch bê tông á. Thì họ ở cái luống bên khác thì họ sẽ trồng trên những cái vỉ dừa như thế này ha. Thì một cái vỉ sơ dừa họ sẽ bó lại với nhau. Và họ trồng trên đó được khoảng 4 năm chậu dendro ha. Thì mình cũng không hiểu sao là họ trồng được cái cây dendro mà nó đứng như lên như thế này. Chắc là cây nhỏ họ cứ bỏ lên đó thôi. Rồi sau đó, cây lớn nó mầm lớn nó ra từ bám rễ xuống nó tự đứng lên ha. Thì trồng như thế này thì họ sẽ không bị tốn chi phí là chậu nha mọi người. Thì cái sơ dừa nguyên cái khối như thế này thì ở ngoài thị trường có bán nè. Họ sau 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 chuỗi là những miếng sơ dừa lại rồi xong cái họ cột gút lại ha. Chỉ mua về đặt lên và trồng thôi. Thì cái việc trồng này nó giúp ích gì trong quá trình là trồng lan thì theo mình nghĩ là ở cái lợi ích khía cạnh về kinh tế mọi người. Thứ nhất là nó khô thoáng, nó không có bị lau mục. Nếu mình bỏ trong chậu thì nó ẩm ướt, nó lâu rút nước hơn thì nó sẽ nhanh mục sơ dừa hơn. Cái thứ hai nữa là sẽ không bị tốn nhiều sơ dừa. Mình nhầm, sẽ không bị tốn nhiều chậu. Không tốn vỉ để chậu là tiết kiệm được hai thứ rồi. Đó, mọi người thấy là người Thái họ trồng này họ đâu có phải vận chuyển đi đâu, họ cắt cành mà. Nên họ tính cái nào kinh tế nhất thì họ trồng. Đó, họ chỉ làm trụ bê tông gác qua như này và họ căng cáp qua và họ gác miếng sơ dừa lên. Gác cái vỉ sơ dừa lên xong là họ bỏ cây lan lên là họ trồng thôi. Thì mình thấy có những điều rất hay học từ người Thái, đó chính là cái việc họ trồng, họ chọn giá thể mà nó phù hợp với cái mục đích của việc trồng cây lan. Dù trồng lan cắt cành thì họ trồng trên giá thể gì cũng được, không cần tính tới đường vận chuyển, không cần tính tới cái độ thẩm mỹ, miễn sao họ trồng cái hoa nó đẹp là được rồi. Những vườn lan rất là rộng mà mình tiết kiệm được như thế này thì tiết kiệm được chậu, tiết kiệm được cái vỉ trồng lan thì nó được tiết kiệm được một số lượng lớn, nhìn là tiền rồi. Thì ở đây cái hệ thống nước của họ ha, họ đi ống nổi như thế này. Đi ống nổi thì mình sửa chữa, mình thay thế hay là như thế nào nó cũng dễ hơn là mình đi ống âm xuống dưới vườn mọi người. Đó, ống nước lớn mà chia ra ống nước nhỏ ha. Ở đây là tưới phun mưa và họ cứ bốn mét là có một trụ phun mưa nha. Cái vườn lan là vườn lan xoay nha cắt cành. Thì cái cách trồng bằng sơ dừa này nó cũng tương tự như cách trồng bằng bê tông thôi, nghĩa là họ sử dụng những cái miếng chất trồng họ đặt lên và họ đặt cây lan lên là xong. Trồng rất là đơn giản, rất là tiết kiệm luôn. Không tốn kém gì nhiều hết ha. Đó, ở đây là cái trụ tưới phun mưa của họ nè. Mình nhìn cái vòi hoa của họ mọi người. Nó vươn lên rất là khỏe mạnh và nó hướng đều răm rắp sang một hướng hết nha. Nó hướng đều răm rắp sang một hướng hết thì cái vòi hoa mà mình nó đủ nắng, nhưng cái nắng vườn nó đều như vậy thì nó lên cái vòi rất là đều, nó không có tạo con rối, tất cả đều hướng về một hướng hết thì khi cắt và vận chuyển thì nó không bị gãy ha, và nó tới tới shop hoa hay tới những nơi mà ta sử dụng ta cắm thì nó không bị rối hướng thì người ta nó dễ dễ sử dụng hơn ha. Mình đi một số vườn thì không biết hiểu sao ở vườn Việt Nam thì nó một số vườn cái vòi hoa nó không được hướng mà về một hướng giống như này đó mọi người thấy không? Nó hướng hết về một cái hướng rất là đẹp, đều đẹp luôn. Mê Lan TV đi rồi mới thấy là người Thái họ rất là tiết kiệm trong việc làm vườn lan. Họ tính cái chi phí tối ưu nhất. Ví dụ như làm vườn này, họ sử dụng những cái trụ bê tông rất là nhỏ. Đó, nó như là dàn nhỏ thì sử dụng trụ nhỏ. Trụ lò nào, cái trụ này họ sử dụng chỉ có một cây sắt trong đó thôi, một cây thép trong đó thôi. Mà rất là chắc, mình không hiểu là họ sử dụng có cái da, có phụ da bê tông gì hay không. Nhưng mà cái trụ thì nhỏ nhưng mà cực kỳ chắc và nó nhẹ nữa nha. Đó, cái này cách họ liên kết ba cái cây bê tông lại với nhau để họ chịu lực nè. Một cây đỡ, một cây tì phía trước, một cây xéo để đỡ, một cây đứng để làm trụ và một cây ngang để buộc cáp thôi ha. Và những cái cây bê tông này họ không có cái buộc kẽm, buộc gì đâu, họ chỉ liên kết bằng một cái sợi dây bẻ gập như thế này. Đó mọi người thấy không? Cái sợi dây họ luồn vô ba cái cây trụ này nè. Bẻ gập bên này cái rồi luồn qua cái trụ giữa, cái trụ đứng rồi cái trụ trụ chịu lực nè. Xong họ bẻ gập xuống họ cột lại thôi, rất là đơn giản luôn.
Thì vườn cắt cành nên họ không có đào mương dọc theo lún la nha mọi người, họ chỉ đào một cái mương ngang để thoát nước thôi. Thì theo nhận định của Melan TV thì chắc là họ làm vườn cắt cành nên họ cần làm hoa là chính, nên họ cần một khí hậu khô ráo hơn, nên họ không có đào cái mương dọc ở dưới cái lún lan để cho nó khô ráo, họ dễ làm hoa và hoa đạt năng suất hơn ha. Cái đó là nhận định riêng thôi, nhưng mà chỉ là phỏng đoán thôi, không biết có chính xác không. Anh chị nào có nhận định khác thì hãy tham gia thảo luận bên dưới nha. Rồi trong chuyến đi vườn này thì Melan TV ghi nhận lại những cái hình ảnh vườn lan để về chia sẻ lại anh chị có học hỏi được gì thêm thì học hỏi nha. Mọi người nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nào clip nào sắp tới của Melan TV, có rất nhiều cái hay để học. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau ạ.